Vâng, chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Quang Tâm và xem những video clip về giới thiệu xe cũng như bàn giao xe nha. Hôm nay thì lại bên công ty của em có vừa về thì một cặp hổ bồ mắt 5 chân đời 2022. Thì cái dòng xe tải hổ bồ mắt này hiện tại đang là một trong những cái dòng xe đỉnh cao của dòng xe Trung Quốc tại thị trường Việt Nam. Và đây là con xe tải hổ bồ với cái công suất lớn nhất là 400 mã lực. Tại thị trường Việt Nam thì con này đang là công suất đang đạt được cái công suất lớn nhất nha mọi người, 400 mã lực mà phiên bản 5 chân. Đó, con này hiện tại cái tải của nó được bên em ra phiếu hai phiếu là 20 tấn 6 và 20 tấn 9. Đó, 20 tấn 6 và 20 tấn 9. Tổng tải là 34 tấn. Rồi thì về cái phần thông số kỹ thuật xe thì em sẽ gửi cho anh em khi mà anh em có nhu cầu tham khảo về thông số kỹ hơn, gửi cái phiếu qua cho anh em xem và tham khảo ha. Thì đợt này thì bên công ty có về một cái hai cái màu xanh. Đó, một con ở bãi bên Đồng Nai và một con ở bãi bên quận 12, thì cho nên là anh em có thể đến trực tiếp cái các bãi chi nhánh của em để có thể xem xe và tiến hành chốt cọc và làm xe nha. Đó thì cái nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta là con hổ bồ màu xanh tại quận 12. Anh em nào là đang ở gần ở khu vực Sài Gòn mà muốn xem dòng này và muốn chốt dòng này á, liên hệ với em để được đi xem xe nha. Đó, dòng này thì khỏi nói rồi, quá đỉnh cao rồi, hầu như là xe này về taxi bao nhiêu là đều được anh em chốt hết trơn à, kể cả công ty vận tải hay là khách hàng cá nhân đều được hết. Đó, xe đẹp quá anh em ơi, xe này mà không chốt là xe nào nữa, đỉnh cao xe Trung Quốc là đây chứ đâu. Đó, thiết kế cho mình là giải đèn nè, anh em thấy ngợp không, hai đèn bi cầu Rochester, đèn led nhận diện ban ngày, chữ xe đồ trách ở đây. Đó, anh em thấy không, thấy mướt mắt chưa. Đó, màu xanh rất là đẹp nha, màu xanh nó xanh quá đẹp luôn, xanh nước biển. Đó, đúng là màu con thủy luôn. Đó, cái này thì thiết kế theo kiểu là dạng lưới trường thành. Đó, rất là đẹp. Xe được trang bị cho chúng ta là ba cái thanh mạ chrome ở đây. Anh em muốn bên đầu lên thì mở cái mặt nạ lên nha. Đó, đây là logo của nhà xe NTC nha. Đó, tập đoàn rất là lớn, sản xuất xe chuyên về xe Trung Quốc và xe tải nặng tại Trung Quốc nha. Đó, dòng chữ hổ bồ nè. Ồ, xe đẹp không? Xe này nè. Thì em thấy con này em đứng ở ngoài mà em còn bị ngợp á mọi người. Rất là đẹp. Đó. Kính và gương, cái gương là gương chỉnh điện hết nha mọi người, có sấy gương và chỉnh điện luôn. Đó. Oh, đẹp quá tuyệt vời luôn ha. À, em quay bên đây cho mọi người xem và dần chân chút xíu, gần hồi chúng ta sẽ vào cái phần nội thất xe nha. À, đây cái vỏ con này thì hiện tại nó đang xài một cái vỏ là vỏ 12 mâm 22.5. đó, vỏ 12 mâm 22.5, vỏ này là vỏ không ruột nha, vỏ không ruột. Đó, đây là phần dưới trước và dưới sau nè. Mọi người xem nè, nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lá. Đó, hộp số là hộp số man MC11 nha, 400 mã lực, hộp số khủng khiếp, xe này quá tuyệt vời luôn. Đây, này là phần dưới sau nha. Và cái phần dàn taxi con này á, thì nó được làm lồng hai lớp với nhau. Một lớp á, là ở phía dưới nè, mọi người xem kỹ nè, em zoom cho mọi người xem nha. Đây, đó, cái phần phía lớp dưới á, thì là làm 5 ly, phía trên của mình anh thấy dày hơn là 8 ly nha. Đó, tổng tính ra là con xe như thế này thì anh em cổng quá tải là tuyệt vời luôn. Đó, đây, hộp số nè, đó, hệ thống lái là hệ thống máy chết ép, còn cái hộp số là hộp số man, đó, công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức nha. Nhưng nói chung là đây là một con xe thuần Trung Quốc, nội địa và bản chất ở bên Trung Quốc người ta đang xài luôn, cho nên là anh em sử dụng con này thì rất là yên tâm, rồi hàng nội địa Trung Quốc rồi anh em khỏi lo rồi. Rất là bền và gọi là khỏe nữa. Về cái độ tiêu hao nhiên liệu của con này thì nó sẽ theo thông số catalog nhà máy chạy công tải thì nó sẽ rơi vào tầm là 25 đến 27 lít, thì nếu mà anh em chạy có tải thì em nghĩ sẽ nhỉnh hơn xíu nữa, nhỉnh hơn xíu. Tuy nhiên là khác với dòng Thiên Long hay là dòng Dắt hay là những dòng như là Đông Phen này kia, cầu số là cầu 4, con này chỉ là cầu 3 thôi nha, cầu nhanh, cầu 3.7. Đó, thùng con này khi mà gác thùng lên thì nó sẽ dài được lên tới là 9.7, chiều dài rộng là 2.350, cao là 2.150. Thùng này thùng Sài Gòn đóng, cho nên là cái nguyên cái bộ đà ngang á đều là đà bằng sắt hết nha. Thường thường là Thiên Long á là có loại thì đóng đà sắt gỗ hoặc là Dắt A5 cũng vậy, nhưng mà thùng này là bên đại lý của em, bên em trực tiếp trao phiếu, cho nên là nó sẽ có được cái thùng theo kiểu là mình hay nói vui là thùng Sài Gòn. Đó, thùng Sài Gòn đóng. Đó, anh nào thấy không? Có cái giò giũa ở đây ha. Rồi. Đây, nhíp nè. Nhíp khoan đo nhíp dưới nè.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lá. 12 lá nhiếc luôn. Xe tuyệt vời, quá tuyệt vời. Đây, phần cầu sau cho mọi người xem nha. Đó. Ồ, cầu cũng khế. Mà cầu bay còn nhanh nữa. Hai cầu thật. Đó. Đây, em đứng về phần sau đuôi cho mọi người xem nha. Nhìn rõ hơn về cái phần dàn taxi nè. Còn gì bằng nữa mọi người. Xe này hiện tại em xin được công bố giá lên thùng nha. Giá đã lên thùng nghĩa là xe cộng thùng cộng bạc luôn là 1.795.000.000, xe thùng chưa bao gồm chi phí giấy tờ. Và con này á, nó sẽ được cập nhật giá vào tháng 4 năm 2023. Anh em liên hệ với em là em sẽ báo đúng cái giá như vậy. Còn nếu anh em xem video này ở những cái tháng sau hoặc là lâu hơn nữa mà không phải thì anh em cứ liên hệ với em thử đi. Nhầm khi nếu mà giá này nó không thay đổi thì em vẫn giữ giá cũ, còn nếu mà có thay đổi thì em báo giá thay đổi cho anh em. Lên hoặc xuống gì đó em sẽ cập nhật liên tục cho anh em luôn. Giấy tờ con này nó sẽ rơi vào tầm 65 triệu nha mọi người. Sai gần khoảng tầm 60 đến 65 triệu tiền đăng ký là xong nha. Đó. Ở đây thì hồi nãy em cũng mới vừa cho khách xem xe xong, cũng mới vừa chốt cọc xong cái chát á. Khách về rồi cho nên là sẵn ở lại quay một cái video riêng dành cho các khách hàng khác nè. Đây là nó có cái chỗ để bấm mở đầu cabin nha, rồi tắt đóng nè, rồi nút bấm nguy hiểm ở đây, có cái đèn ở đây ha, bật lên xuống được làm bằng gang ha, đẹp. Xe mới thôi, bỏ chân bỏ dép ra đi cho nó dễ. Đây là ghế nè, anh em thấy không, bơm ghế nè, ngã ghế ra ở đây nữa. Đó, rất là nhiều các tính năng tự động của con xe này. Ghế tài thì là ghế hơi, ghế phụ thì là nó không phải là ghế hơi nhưng mà nó được điều chỉnh các đa hướng nha, đa chiều đó. Hai cái giường, một cái lá gió trời ha. Cũng đang tầm giờ chiều rồi cho nên cũng tranh thủ quay, còn bên bãi người ta đóng cửa nè. Mọi người xem nè, xe thì được trang bị cruise control với lại cái nghe gọi nè, tắt âm nè, rồi chuyển bài nè, rồi tăng chỉnh âm lượng nó. Bên đây cũng vậy luôn, nó nhiều, rất là nhiều cái thông tin thông số của con xe mình ha. Đây đó, mọi người xem đó, bên đây cũng vậy, rất là nhiều cái tính năng của con xe luôn. Một cái hay nữa nè, điều chỉnh đèn chế độ đèn tự động này không đó. Rồi ở đây chúng ta có cái màu tầng khúc ha, vừa chạy vừa phẩy cái màu tầng khúc là hợp lý luôn. Ở đây về cái phần cửa khi anh em đóng lại á, thì anh em thấy là thiết kế rất là đẹp ha. Dàn lo nè, rồi tay nắm cửa nè, cái này nè, hai bên đầu mạ chrome. Cái phần gương á thì là gương này, gương chỉnh điện có sấy gương luôn. Rồi điều chỉnh đa chiều ha, điều chỉnh hai cái phần gương trên gương dưới. Đó, ở đây đi được thao tác trên đây hết luôn. Cái video này rất đáng để cho anh em tham khảo nha, thật sự luôn. Đây là mặt bàn thờ xe. Còn ngày xưa là nó sẽ hiển thị những thông số cơ, còn bây giờ là toàn bộ hiển thị trên cái màn hình LCD này hết. Đó, nó chỉ để dòng tua và số km thôi, còn lại là toàn bộ là báo trên mặt tắp lô này hết nha, ngay cái phần màn hình LCD này nè. Đó, đây một cái thay đổi rất là lớn trên con xe của mình. Lô trước là màn hình nó có hình như em nhớ là màn hình có 7 inch thôi, màn hình nó có chút xíu à. Hồi trước em có cho khách xem một lần, là lúc đó coi là đợt đầu tiên về là màn hình có chút xíu à. Còn cái màn hình này là nó sẽ nằm trên đầu của cái con đầu kéo. Mấy cái đầu 460, 440 này kia nó mới xài màn hình như vậy. Còn bây giờ màn xe 5 chân đã có sử dụng màn hình như thế này rồi. Đó, anh em thấy nó ghê chưa? Ôi này tắt rồi cho nên là không có mở màn hình để anh em xem được. 5 chân nha, xài màn hình 12.3 inch. Khủng khiếp chưa? Rồi, có phanh lốc kê đây ha. Rồi, máy lạnh, auto tự động hết luôn. Khóa cầu, rồi mấy cái này chắc anh em biết rồi ha. Hạ bánh, rồi khóa trung tâm, khóa cầu, kèn như là kèn hơi, kèn điện. Đó, rất là hay. Thông số thì xe này anh em nên đến trực tiếp và trải nghiệm xe nha. Đó, ở đây chúng ta có ba cái hộp để đồ, cái lái gió trời. Và xe này thì ở dưới đây thì chúng ta có thêm một cái này là cái anh em mở lên đó, chúng ta có một cái hộp ở đây, anh em có thể gắn thêm cái tủ lạnh lên nữa nha. Đó, là ốp vô tư luôn. Đó, đây có rất là nhiều hộp để giấy, hộp để đồ đạc này kia. Rồi, chìa khóa thì xe được trang bị cho chúng ta là hai chìa khóa điện nè, anh em thấy nè, hai chìa khóa điện, một cái đây, một cái đây, rồi một cái chìa khóa cơ, hai chìa khóa điện, hai chìa khóa cơ luôn, rồi một
chìa khóa bình và một chìa khóa URE. Đó, tổng cộng là có 6 chìa, khi giao xe là anh em nhớ kỹ nha. Đó, rồi, 1.795.000.000 xe Hồng chưa bao gồm chi phí giấy tờ. Anh em trả trước cho nhà xe từ 550 đến 600 triệu là vay bên Vbank. Còn hoặc là anh em muốn trả trước thấp hơn thì anh em chuẩn bị khoảng tầm 500 thì là vay bên công ty cho thuê tài chính Charlie nha. Về phần ngân hàng, em sẽ tư vấn riêng cho anh em. Và bây giờ em ra ngoài cái nha. Về phần ngân hàng thì anh em chuẩn bị dùm em là căn cước công dân, cũng như là giấy xác nhận độc thân nếu anh em chưa có gia đình, hoặc là giấy đăng ký kết hôn nếu anh em có gia đình rồi. Rồi thì cái phần ngân hàng thì bên ngân hàng em sẽ vay qua hai đài, là một bên đài là bên công ty cho thuê tài chính Charlie á, thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em được ba gói là cái bảo hiểm phần vỏ, 75% bảo hiểm phần vỏ, 75% phí trước bạ và 75% cái giá trị chiếc xe này. Anh em vay bên Charlie thì bắt buộc là phải chứng minh được nguồn thu, còn nếu mà anh em vay bên chỗ VPBank á thì là không cần phải chứng minh nguồn thu, và nó sẽ hỗ trợ đúng một đầu là cái giá trị xe thôi. Đó thì nhưng mà nó sẽ không cần chứng minh nguồn thu, anh em chạy hàng như từ lơ đi lên hay là có tiền mà mua xe thôi á, không có chứng minh được nguồn thu á, thì chúng ta chuẩn bị tài chính cứng cứng xíu thì làm bên VPBank ha. Rồi, cũng đơn giản vậy thôi. Kỹ cụ thể hơn thì em sẽ tư vấn qua Zalo cho anh em. Chứ bây giờ em bỏ ra hơn khi nửa tí em cũng tư vấn chưa xong nữa. Nó có nhiều cái lắm. Phải tư vấn cụ thể để cho anh em có một cái nhìn cái khách quan nhất, và trước khi chốt cọc làm xe thì để cho anh em nhận xe anh em hai bên vui vẻ là được. Thôi, video xin được kết thúc tại đây nha. Chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video clip tiếp theo nha.